Sáng ngày 8 tháng 4, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn Khoa trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức khai trương đi vào hoạt động tại cơ sở quận 1. Lễ khai trương có sự tham dự của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Thạc sĩ Lâm Tường Thoại, Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện các phòng ban trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Tiến sĩ Phan Thanh Định và Tiến sĩ Lê Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng, Tiến sĩ Trần Anh Tiến, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Dự án, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn Khoa cùng đại diện các phòng ban trung tâm, khoa bộ môn cùng tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan và Tiến sĩ Trần Anh Tiến đã cùng các văn khánh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn Khoa chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Phát biểu chúc mừng khai trương Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn Khoa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan cho biết: Việc chuyển giao tri thức khoa học phục vụ cộng đồng hay cần hơn lúc nào hết, đó là nâng cao năng lực tự chủ của trường đại học. Là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của cả nước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ hàng đầu trong phương hướng phát triển của nhà trường trước những cơ hội và thách thức hiện nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn Khoa hoạt động với giá trị cốt lõi, trách nhiệm, tin cậy, hiệu quả. Công ty được thành lập với vai trò là cầu nối giữa các học giả, các nhà nghiên cứu với xã hội. Sau nghi thức cắt băng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn Khoa đã tiến hành ký kết với Đại học Quốc gia và các doanh nghiệp nhằm hướng đến sự hợp tác trong tương lai.